Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, mùng 1 tháng 7 2021. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, mùng 1 tháng 7 2021. Thưa anh chị em, chúng ta đã kết thúc tháng 6 tháng Thánh Tâm trong một bầu khí rất là đặc biệt, đó là virus Corona. Nhờ đó mà mọi người chạy đến với Chúa Giêsu có lẽ nhiều hơn, vì như Chúa nói: "Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho." Trải qua tháng 6, nếu không có virus Corona, nhiều lễ hội ở ngoài đời cũng như là trong đạo, nhiều lễ trọng lễ kính, rồi khấn, rồi chịu chức và chuyển đổi giáo xứ. Thế nhưng vì virus Corona, mọi sự phải diễn ra trong âm thầm hoặc là hoãn lại. Điều đó để cho chúng ta thấy rõ ràng một câu là: người tính không bằng trời tính. Nếu ta chấp nhận, đón nhận, vui nhận thì tâm hồn ta bình an. Còn nếu ta đành phải chịu, buộc phải đón nhận, miễn cưỡng mà chấp nhận thì tâm hồn ta sẽ bất an, mà cũng chẳng thay đổi được cái gì. Virus thì vẫn còn đó, đói kém thì vẫn còn đó. Mình càng tức, càng lo, càng buồn, càng khó chịu thì chúng ta càng thấy bất an hơn mà thôi. Ở ngoài đã bất an rồi, bên trong tâm hồn mình cũng bất an nữa. Hai cái bất an đó cộng lại làm cho mình lao đao, vất vả, khốn đốn. Nào, thưa anh chị em, bước sang tháng mới, tháng 7. Hôm nay là thứ năm đầu tháng, ngày 1 tháng 7. Anh chị em dâng hết tất cả lên cho Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, dâng lên Chúa tháng mới này. Xin Chúa cho tháng 7 được bình an, và nhất là cho virus Corona không còn lộng hành nữa, mà phải nằm trong sự kiểm soát của Thiên Chúa, nhất là qua Thiên Chúa dùng bàn tay của con người, dùng trí khôn của con người để tiêu diệt được virus Corona. Chỉ có quyền năng của đấng vô hình mới chiến thắng được kẻ thù vô hình mà thôi. Ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Và ngày thứ năm đầu tháng, anh chị em nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể, cầu nguyện cho Đức Giám Hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 13 thường niên. Bài đọc 150 trong sách Sáng Thế, chương 22, câu 1 đến câu 19. Sáng Thế 22, 1 đến 19. Bài trích sách Sáng Thế: "Ngày ấy Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông: Abraham. Ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Hãy đem con của người, đứa con một yêu dấu của người là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho." Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đằng xa. Ông Abraham bảo đầy tớ: "Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đàng kia. Chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh." Ông Áp lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai Isaac con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi.
Isaac thưa với cha là ông Abraham: Cha! Ông Abraham đáp: Cha đây con. Cậu nói: Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu cha? Ông Abraham đáp: Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Rồi cả hai cùng đi. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống lửa. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: Abraham, Abraham. Ông thưa: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa sẽ liệu. Bởi đó, bây giờ có câu: Trên núi Đức Chúa sẽ liệu. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề. Bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thiên giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông nên nhiều như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được chúc phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Ông Abraham trở lại với các đầy tớ của ông. Họ đứng dậy và cùng nhau đi đến Beersheba. Ông Abraham sống ở Beersheba. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Tôi sẽ bước đi trước nhan thanh Chúa trời, trong cõi đất dành cho kẻ sông. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khấn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu kêu. Tôi sẽ bước đi trước nhan thanh Chúa trời, trong cõi đất dành cho kẻ sông. Dây sứ thần đã bùa vây tôi chẳng chịt, lưới âm ti chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con. Tôi sẽ bước đi trước nhan thanh Chúa trời, trong cõi đất dành cho kẻ sông. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Hằng gìn giữ những ai bé mọn, tôi yêu đuôi Ngài đã cứu tôi. Tôi sẽ bước đi trước nhan thanh Chúa trời, trong cõi đất dành cho kẻ sông. Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt người, trong cõi đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thanh Chúa trời, trong cõi đất dành cho kẻ sông. Hallelujah, hallelujah, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giai với người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giai. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Mời anh chị em mở Thánh Matthew chương 9 câu 1 đến câu 8. Matthew 9 1 đến 8. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ, trở về thành của mình.
Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Bây giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Anh chị em nghe câu chuyện của Abraham ở trong sách Sáng Thế. Anh chị em có thấy, nếu mà đóng phim tuyệt vời chứ phải không? Hoặc là đóng kịch cũng là một buổi diễn nguyện về đề tài là tín thác trong Cựu Ước. Tôi nhớ có lần giảng cho thiếu nhi, tôi cho các em đóng vai đó. Trong vai là Isaac với Abraham, thằng bé mấy tuổi bị trói chặt đằng sau, rồi ông Abraham ông giơ cái dao để ông tính chém. Cả mấy đứa bé trong nhà thờ hét ầm lên, tưởng ấy chém thật. Rồi thiên mũ một thiên thần ra: "Khoan khoan, hãy dừng tay lại, bởi vì Thiên Chúa đã chứng giám cho lòng thành của ngươi rồi." Hay là vỗ tay. Thì thưa anh chị em, nếu mình diễn lại ấy, mà ai mà diễn đạt ấy, thì dễ làm cho người ta xúc động. Nhưng mà vẫn là diễn mà thôi, chứ có thật không? Không. Chuyện có thật và mình diễn lại như thật thì tác động được người xem. Còn có diễn mà dở quá thì cũng chỉ làm trò cười cho người ta, hoặc là nó nhạt nhẽo vô duyên vô cùng. Thưa anh chị em, lúc mình coi hoặc mình diễn, mình còn thấy xúc động, thì huống hồ nếu mà đặt mình vào tâm trạng của Abraham thì như thế nào? Và đặt mình vào tâm trạng của Isaac, không hiểu đầu đuôi câu chuyện gì cả, tự nhiên bố mình trói mình lại, mình tính bôi bố, của lễ đâu, củi lửa có đây rồi thì chiên ở đâu bố? Đừng có lo con à, trên ở Chính Chúa sẽ liệu. Liệu là thế nào? Thằng bé sao nó hiểu nổi? Vì Chúa đâu có nói với nó, Chúa chỉ nói với Abraham thôi. Mà Abraham biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng mà chỉ biết đến đó thôi, còn không biết đoạn kết là có thiên thần xuất hiện vân vân, không biết trước đoạn kết. Giống như mình coi kịch hay coi phim hay là đá bóng đi, thì về đang Euro này thì đội nào vô địch biết chưa? Chưa. Mình chưa biết thì mình coi mình còn thấy hấp dẫn. Tại vì nếu mà biết rồi, biết đoạn kết rồi, mình coi hết hấp dẫn rồi. Cho nên người ta dù là nửa đêm, 1-2 giờ sáng cũng vẫn thức để mình coi trực tiếp. Còn sáng ra đã biết kết quả rồi. Có người còn dặn mấy đứa xung quanh: "Tụi mày ta coi nhé, cấm không đứa nào báo tao biết kết quả, không được phép báo." Và anh ta cũng nhắm mắt lại, không có coi mạng mấy gì để giữ được tâm trạng hồi hộp. Dù mọi người biết kết quả rồi nhưng mà anh ta vẫn chưa biết kết quả. Coi anh ta cũng dưới bên ngoài anh ta cười vào kết quả có rồi, mà giờ không còn cứ cái gì nữa. Giờ người ta cá độ gì nữa mà cá. Thì nếu mình biết trước kết quả thì hết hứng phải không? Nhưng mà bây giờ trong cái đoạn, trong cái này thì chẳng có gì gọi là hứng hay không hứng cả, mà là một cái sự thử thách. Vì ngày ấy Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Mà Abraham biết là Thiên Chúa thử không? Biết không? Không hề biết. Chỉ biết là vâng lời mà thôi. Mà khi vâng lời như vậy, không một lời giải thích. Giá mà bảo ta thử ngươi thì nó vậy thì con làm ấy, còn gì gọi là thử.
thử mà cho biết trước thì còn gọi gì gọi là thử, phải không? Thử nó phải không cho nó biết, nó tưởng như thật thì mới thử được. Cho nên đội banh mà đá mà cứ đá thử lúc tập mà không như đá thật, thì lúc ra đá thật cứ tưởng là đá thử thì chết. Thấy không ạ? Anh phải diễn như thật cho tôi. Hay là mình tập kịch hay là tập đóng phim cái gì đó, mà tập để mà chuẩn bị diễn thì phải tập, anh phải diễn như thật cho tôi coi. Cái nào chưa được sửa lại. Cho nên khi nhuần nhuyễn mình làm thử mà như thật vậy, thì lúc ra thật, may ra nó còn được. Làm một thử được 10 thì may ra còn được 6-7 là may rồi, lúc làm thật đấy. Vậy lúc mình sút, mấy anh tập cũng vậy, cầu thủ cũng vậy, lúc mà sút trực tiếp, sút penalty, sút phạt đền, vô 10 trái vô cả 10, thì lúc ra thử tâm trạng không bị căng thẳng. Còn đây lúc mà ra thật, này là sống chết đây này, bao nhiêu người ta đặt niềm tin nơi mình đây này, vai mình thấy nặng, chân nó như chì. Cho nên có những cái cảnh mà anh ta đá hụt đấy, thấy không? Cho cái cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới mà vẫn đá, một là đá hụt, hai là đá bắn chim, bắn tụt lên trời, cầu thủ đứng, thủ môn đứng yên chả cần bắt, chẳng biết gì, nó có đá vô đâu mà bắt. Thấy không ạ? Hoặc là bắt đá thẳng ngay vào tay thủ môn để cho nó bắt. Thì khi mà làm thật, nó khó hơn thử nhiều. Mà đây Thiên Chúa đang thử lòng Abraham, thử lòng Abraham, mà Ngài không hề nói là thử, cho nên Abraham vẫn tưởng là thật. Này, hãy đem con của ngươi, nói luôn, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sao? Nếu anh nhận được lệnh truyền đó, anh thấy thế nào? Đi không đi? Nếu mà không đi là cãi lệnh, thì những người như vậy thì không nói rồi. Nhưng mà cho dẫu có đi đi nữa thì cũng phải làm một cái màn cái gì? Thứ nhất, hỏi tại sao? Tại sao lại giết con của con? Vì đó là đứa con thứ tự, đó là đứa con của lời hứa. Vì Chúa hứa là dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Dòng dõi là phải được sinh ra, chứ không phải là dòng dõi như sao trên trời là từ trên trời rơi xuống, hay là như cát dưới biển nó nổi lên. Không phải. Mà được sinh ra, mà bây giờ ta biết là sao hay là trăng cát hay là biển gì cả, không cần biết. Nhưng mà bây giờ thực tế là bà nhà tôi hơn 100 tuổi, tôi cũng hơn 100 tuổi, mà mới sinh được có một thằng con duy nhất, đứa con một yêu dấu của người, dâng cái đứa con đó làm lễ toàn thiêu ở đấy. Thế là mình phải hỏi lại chứ, phải không? Phải không ạ? Còn nếu hỏi lại rồi mà vẫn cứ như vậy thì mình làm cái gì? Thắc mắc xong rồi, yêu Chúa bảo cứ vâng lời, không có thắc mắc gì cả, thì mình sẽ làm cái màn gì? Năn nỉ, mặc cả, trả giá. Chúa, vậy thì sao? Mỗi thằng con, vì Chúa bảo đem nhưng nó thì còn đứa nào đâu mà thử tự. Thôi Chúa, thông cảm dùm cái. Thôi, để con, chú muốn lấy gì lấy, mà đừng lấy đứa con duy nhất của con muốn, chú bắt con dâng cái gì con cũng dâng, nhà cửa đất đai ruộng vườn cái gì con dâng, nhưng mà cái đứa con này thì Chú cho con thông cảm nha, giữ lại nó. Chú cũng biết mà, lòng người cha thương con như thế nào. Hùng giữ mà còn chẳng nỡ ăn thịt con, chẳng lẽ bố mà giết con sao Chúa? Lệnh của Chúa nó kỳ lắm thưa anh chị em. Vì mình nghe mình kể lại thấy nó dễ chịu, nhưng mà nó khó chịu không? Rất khó chịu. Tại sao lại như vậy? Thiếu gì thứ bắt nó hy sinh, bắt nó cuốc ruộng, hay là bắt nó hít đất, hay làm gì làm, nó hy sinh được, hay ăn chay đi nữa đi, phải không? Cái con hy sinh đi mà lại giết đứa con, mà nó kỳ lắm. Vì nó bố giết con, Chúa sao Chúa đòi hỏi con chuyện đó? Thế nó mới phải hỏi Chúa chứ, phải không ạ? Mà thôi, mà cả Chúa nói vậy, Chúa nó giỡn thôi, phải không? Chúa thử con thối gì,
ông chẳng lặng lẽ cả. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con lợn Isaac. Bố củi dùng để đốt lễ toàn thiêu rồi, lên đường tới nơi Thiên Chúa bảo. Abraham được gọi là cha của các kẻ tin là như vậy. Tin tưởng tuyệt đối vào đấng đầy quyền năng và lòng thương xót. Mà đấng lòng thương xót đấy lại bảo mình giết đứa con của mình, thì lòng thương xót ở chỗ nào? Có lúc ta cũng nghĩ như vậy. Trong cuộc sống ta cũng bị thử thách như vậy. Chúa lòng thương xót mà sao để cho gia đình con vì nhiễm virus corona hết cả nhà rồi là sao? Chúa lòng thương xót mà sao để cho gia đình con thất nghiệp cả 2 năm nay rồi virus corona chẳng có cái việc gì làm. Chết dần, chết mòn, chết héo, chết hon. Vừa rồi có một bà cố nói cha Long ơi, cha giúp vợ con một tí. Bảo bà cố muốn giúp cái gì? Con ngại quá, con hỏi cha mà con ngại. Và bà cứ nói là bây giờ có mấy gia đình nó đói dưới quê, quen con nó đói vì nó gửi thư lên xin giúp đỡ nó, chứ vì nó không biết sống bằng cái gì. Cái vùng nó bị cô lập hết rồi, phong tỏa hết rồi, không có đi ra đi vô được, mà cũng không có chợ búa gì cả, mà cũng không có cái gì để mà làm ăn. Ở thành phố đó, thưa anh chị em, mình bị cách ly thì vẫn còn có những người có khả năng họ giúp, phải không? Hay là có nhà thờ làm những cái ống ATM gạo đó, ATM thực phẩm đó, rồi đến nó lãnh nhiều. Nhưng mà dưới mình quê vậy thì sao đấy? Thưa anh chị em, nói bà cũng muốn sao? Hồi thứ giờ có 4 gia đình, bây giờ giúp cho dùng con mỗi gia đình 1 triệu thôi. 1 triệu để ăn 1 tháng, anh chị em nghĩ sao? Nhà nào cũng 5 cho đến 6, 7 người con. 1 triệu ăn trong vòng 1 tháng, kể cả gạo. Sao đây? Rồi một gia đình khác thì nằm cấp cứu, giờ cho giúp con thêm 5 triệu nữa để cho nó đi bệnh viện cấp cứu, chứ thôi chồng nó chết mất. Thưa anh chị em, những lúc như vậy, những gia đình mà bị thử thách như vậy thì giống như Abraham vậy. Chúa thương xót mà sao Chúa để nghèo còn gặp cái eo, chó còn cắn eo rách. Cái con chó này nó cũng kỳ lắm thưa anh chị em. Đáng nghĩa thì công nào mà mặc vest với lại cái sách cà táp ấy, đi giày với bóng lon thì nó cắn. Nó không. Nó cứ nghèo nghèo mà áo rách thì nó cắn. Tại sao vậy? Chó mà, gọi đồ chó, nó chỉ thích cái bề ngoài thôi. Thấy bề ngoài nghèo nghèo, nó tưởng là kẻ gian. Áo rách, chỉ có thằng gian mới khổ nghèo khổ thôi. Còn nó nhìn với ông bóng lộn kia là nó nghĩ rằng là đấy là dân lương thiện. Đồ chó, nó chỉ thấy được như vậy. Mà khi người mình mà không thấy, mình cũng thấy như vậy thì mình cũng giống nó à? Cũng cứ chỉ thích đánh giá người ta qua bên ngoài thôi. Ai áo mão cần đai, đầu óc quần áo bóng lọn thì mình trân trọng cho người đó là người đáng kính, đáng trọng. Còn những người chân lấm tê bùn, lem luốc rồi quần áo xốc xếch vì nghèo, vì đói, vì khổ, mình cho rằng đây là những người bất lương à? Có phải như vậy không? Có biết đâu là người kia họ hút máu, hút mủ, ăn tham quan, tham nhũng hối lộ, bóc lột của biết bao nhiêu người nghèo mới được giàu có như thế. Còn những người này sống lương thiện, chân chính cho nên nghèo mặt tới bây giờ đây này. Mà nếu mình không có lòng thương xót để nhận thấy được cái bên trong như Chúa, trong bài tin mừng hôm nay Chúa thấy được tâm lòng của họ, tâm lòng đen tối của họ. Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng là ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ để nói: sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Nghĩ xấu trong bụng như vậy, họ mới nghĩ thôi, chưa nói ra Chúa đã biết rồi. Cho nên liệu đấy nhá, anh ấy cứ nghĩ xấu người khác, tưởng là mình nghĩ xấu rồi, chỉ có mình biết ấy. Ai biết? Chúa biết đấy anh ạ. Chị ra chị cứ đi nói sau lưng người khác ấy, cứ nói xấu người khác ấy. Chị nghĩ rằng là người ta không biết. Chúa biết không? Biết đấy. Nói sau lưng người ta không biết, nhưng mà Chúa biết đấy. Mình nói xấu người khác, mình bỏ vợ có gian cho người khác, người ta không biết, nhưng mà Chúa biết đấy. Ý nghĩ xấu xa trong lòng dạ mình Chúa biết mà. Vì thế mà Abraham không dám nghĩ gì cả. Thôi, Chúa bảo đi thì cứ đi. Tín thác, biết rằng đứa con này là đứa con của lời hứa, là sinh con nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển. Nhưng mà đây là, nếu mà đứa này mà chết thì mất tiêu rồi, còn đâu mà lời hứa đã thực hiện được.
mà vẫn tin vào lời hứa của Chúa. Chúa đã hứa thì không bao giờ Chúa lại hứa lèo hứa quậy, hay là nói một đằng là một nẻo. Nhưng mà đồng thời lệnh của Chúa thì có vẻ như là mâu thuẫn với lời hứa, vì đi giết cái này thì còn đâu mà cái lời hứa đó thực hiện được. Khó, vô cùng khó. Đặt mình vào hoàn cảnh Abraham đi, thương chị em. Bây giờ nhiều người cũng đang sống trong cái tình trạng như là Abraham đây này. Con tin rằng Chúa hiểu lòng thương xót, nhưng mà Chúa để cho hoàn cảnh của con chẳng thấy lòng thương xót của Chúa đâu. Dường như Chúa bỏ rơi, dường như Chúa bỏ quên, dường như Chúa vẫn ngủ trên cái thuyền đời, chồng chành sóng đánh muốn chìm. Đó. Thưa anh chị em, mà đi thì thôi, ra ngoài cái gốc cây kia rồi sát tê cho nó gần đi. Đỡ cái nỗi đau á. Một lần đi, đi ra kia 5 phút sơi nó luôn đi, phải không? Mà đây đi mất mấy ngày, 3 ngày trời. Sáng ngày thứ 3 thì mới thấy ở đó, mới đến nơi mà Chúa chỉ. Anh nghe chị em nghĩ thì coi, hơn 2 ngày mà thằng con của mình nó đi trước mình đây. Thằng ấy đơn sơ hồn nhiên vác củi đi đây rồi. Mà mình sắp giết nó đó, mà 3 ngày đó cứ phải dằn co giữa việc là tại sao và tại sao Chúa hứa là cho dòng dõi mình giống như sao trên trời như cát trên biển, và thằng con này là thằng con của lời hứa ấy mà lại bảo giết nó đi, thì làm sao lời hứa thực hiện được? Vậy thì Chúa như thế nào đây? Phải đấu tranh tư tưởng lắm chứ, phải không? Như lúc tôi cũng bảo rằng là như là Faustina, Chúa nói với con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và Chúa bảo với con là ta sẽ ở với con. Nhưng mà lúc mà con đi loan truyền lòng thương Chúa thì chẳng ai tin cả. Về trên thì bảo con bị quỷ ám, bị chị em thì bảo con là hoang tưởng. Vậy là sao? Rồi Chúa nói là Chúa nói cho Sopoko là cho giải tội cũng như chân hướng của Faustina, là giao cho ra cái nhiệm vụ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Thế mà cha đi làm cái gì cũng bị khó khăn, bị trở ngại hết. Chúa bảo là cha đi loan truyền, rồi cha đi loan truyền thì Chúa lại cho những trở ngại, cho ma quỷ nó quấy phá qua bàn tay của con người. Vậy là sao hả Chúa? Chúa bảo này, những đau khổ ấy đối với cha Sopoko đó, những đau khổ ấy sẽ là những viên ngọc gắn vào triều thiên cho Ngài trên thiên quốc. Những đau khổ mà Ngài đi loan truyền lòng thương xót là những triều thiên gắn trên, là những viên ngọc gắn vào triều thiên của Ngài trên thiên quốc ấy. Còn mà Ngài thành công mà được người khen ngợi, khen tặng vân vân, thì coi chừng đó là việc của con người, không phải việc của Thiên Chúa. Càng đau khổ, càng thử thách bao nhiêu thì càng chứng tỏ công cuộc ấy là công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải do bàn tay của con người. Có lúc tôi cũng nói với Chúa ấy, y như vậy. Chúa, con đã một lòng một dạ dốc hết tâm trí sức lực tất cả mọi sự và một điểm duy nhất là loan truyền lòng Chúa thương xót. Ấy vậy mà 5 lần 7 lượt ta nói quá tam ba bận, mà con lần thứ 4 mà vẫn cứ dường như đã thành công rồi cái lại bị cắt đứt, dường như thành công rồi cắt đứt, thành công bị cắt đứt là sao Chúa? Rồi Chúa cũng thực hiện đúng như là Chúa nói với Faustina là dùng như bàn tay của con người, thậm chí những người đạo đức để ngăn cản công việc này là sao hả Chúa? Tôi cũng thắc mắc như vậy. Ý như là Abraham dắt thằng con đi 3 ngày trời thì suốt 10 năm dông dỗi con đường lòng Chúa thương xót. Tôi cũng ý như Abraham mà đưa con mình đi sát tế. Bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu thử thách cứ dồn dập đổ tới. Chúa vẫn cứ bảo là những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Rõ ràng cho tới bây giờ tôi vẫn đang nói chuyện với anh chị em trong bình an. Khỏe mạnh, khỏe không? Trẻ không? Đẹp không? Anh chị bảo cái này thấy cho trẻ ra, mấy bà người Bắc thì bảo cái này cho béo ra, còn mấy bà người Nam thì cái này mập dữ ha. Này khỏe ghê ha.
không kẻ thù nào làm hại được họ. Biết bao nhiêu kẻ thù muốn đập cho tan nát te tua. Đập thì có đập, đau thì có đau, khổ thì có khổ, nhục thì có nhục. Nhưng mà vẫn, Chúa bảo ta bảo vệ họ như là người mẹ chăm sóc đứa con, gìn giữ như vinh quang, không làm hại được họ. Nó, Chúa cho phép ma quỷ nó thử thách như là Job vậy. Thì đây chính Chúa thử thách Abraham. Abraham đi vào cuộc thử thách đấy để chứng tỏ lòng tín thác vào Chúa. Và cuối cùng ta thấy cái giây phút căng thẳng nhất là giây phút mà trói Isaac vào. Chúa vẫn cứ để cho trói. Củi lửa đốt lên rồi, Chúa vẫn cứ để cho đốt. Giơ dao lên rồi, vẫn chưa nói gì. Chị em thấy không? Cái sự thinh lặng của Thiên Chúa. Trời cỡ đó, thưa anh chị em. Tín thác vào Chúa. Ây Abraham là cha của các kẻ tin, là người mà làm gương sáng cho chúng ta về việc tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót của Chúa thì không thể nào để cho Isaac phải chết oan như thế bởi bàn tay của người cha ruột của mình. Chúa nào mà Thiên Chúa như thế, nhưng mà Chúa lại bảo làm như thế. Mình có dám làm theo hay không? Đó mới là cái đáng sợ. Chứ Chúa bảo mình làm cái điều tốt đó thì không nói làm chi, phải không? Mà làm cái điều mà nó ngược, ngược với lại cái lời mà Chúa hứa. Kỳ lắm. Cũng giống như là chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhiều anh em bảo cha mệt mỏi chán nản quá, cứ bị gặp thử thách phá phách hoài là vậy đấy. Anh em thấy không? Mà Chúa vẫn cứ thinh lặng. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, Chúa vẫn để cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa đến trên không những ở Việt Nam mà toàn thế giới. Đâu có ai ngăn cản được đâu. Rõ ràng Phaolô bảo tôi bị xiềng xích, lời Chúa đâu bị xiềng xích đâu. Và bây giờ mỗi ngày thưởng thức 4 món ăn thiêng liêng Chúa dọn cho anh chị em. Chính chúng tôi là người được thưởng thức trước, được nếm cảm nghiệm trước. Vì Chúa mới là người đầu bếp đích thực. Chúa mới là người dọn món ăn đích thực cho anh chị em. Chúng tôi chỉ là người bồi bàn, người phục vụ thôi. Mà phục vụ bồi bàn mà không đúng là chết với ông chủ, chứ không phải giỡn mặt đâu. Khách hàng là thượng đế mà. Người ta nói khách hàng là thượng đế mà. Anh chị em là những người chủ. Chúng tôi là người đầy tớ phục vụ anh chị em. Thôi, có gì xin tha thứ. Rồi ông chủ cũng phạt chết luôn. Thấy không ạ? Và chúng ta thấy rằng là khi mà Chúa ra tay đó, người ta chỉ cần tin vào quyền năng của Chúa thôi. Chúa không đòi hỏi cái gì cả. Thấy họ có lòng tin như vậy, thì Đức Giê-xu bảo người bại liệt, này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi. Quyền năng lòng thương xót của Chúa cứu chữa, chữa lành. Đầu tiên là bệnh tâm hồn, bệnh thiêng liêng trước là tội con đã được tha. Nhưng mà người ta không chấp nhận việc đó. Người ta không chứng nhận rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Cho nên việc mà Chúa nói tội con được tha là nói phạm thượng. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội mà thôi. Người ta không tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Và thứ hai nữa là khi chống lại Chúa Giêsu, người ta có ý nghĩ xấu. Sao không lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Hai điều, một là bảo tội con được tha, hai là bảo đứng dậy mà đi. Điều nào dễ? Theo anh chị em và các bạn, điều nào dễ? Điều nào dễ? Nói đứng dậy mà đi với tội con được tha, điều nào dễ? Đứng dậy mà tha dễ vì làm cho người ta wow. Vì người ta thấy được ông đang bại liệt, ông đứng dậy đi, phải không? Còn nói tội con được tha, sao biết tội được tha? Anh có biết được không? Anh thiền tin. Còn những người khác có nhìn thấy được không? Trước khi anh phạm tội, đang khi anh phạm tội và sau khi anh phạm tội, tôi nhìn đâu thấy gì đâu. Mà nói tội được tha là cái gì? Ông nói bậy bạ vừa phải thôi. Mà Chúa Giêsu lại làm cái điều khó trước, cũng là thử. Thử coi con người ta có tin vào Thiên Chúa tha tội cho người ta hay không. Vì nếu mà tin rằng một Thiên Chúa có quyền tha tội, một Thiên Chúa có quyền trên bệnh tâm hồn, thì bệnh thân xác là cái chuyện gì đâu đối với Chúa. Ấy thế mà người ta thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa nơi biết bao nhiêu con người được ơn quay trở về.
Giáo đình tin mừng mỗi ngày cả 10 chai giải tội mà từ sáng đến chiều cứ liên tiếp như vậy. Cả ngàn con người đến sám hối ăn năn trở lại. Người ta chẳng thấy rằng đó là phép lạ, chẳng thấy đó là điều kỳ diệu. Nhưng mà khi một người bị bệnh thân xác, bị ung thư gan, bị tai biến hay là bị bại liệt vân vân, mà được ơn được Chúa cho chữa lành, thì người ta đặt vấn đề bảo rằng là có thật hay không, rồi có dàn dựng hay không, có bày trò hay không, có sắp xếp hay không. Tại sao không thấy rằng biết bao nhiêu con người được ơn chữa lành bệnh thiêng liêng kia kìa, các cha giải tội đều xác nhận như vậy, thì sao không thấy đó là cái điều kỳ lạ đi? Vì Thiên Chúa cứu bệnh thân xác chỉ cần thiết khi mà cái việc đó đưa lại việc cứu chữa phần linh hồn mà thôi. Có người bảo, bảo khỏi bệnh rồi họ cũng chết thôi mà. Hay. Chúa chữa lành thì Chúa bảo là Chúa chữa không chết đời đời đâu. Cái thân xác này ai cũng phải chết. Mà chết không phải là hết, nhưng mà chỉ là cuộc biến đổi mà thôi, để bước vào một cuộc sống mới. Và cuộc sống mới là hạnh phúc đời đời khi mà tội được tha. Quên cái điều đó mà chỉ chăm chú nhìn coi cái bệnh thân xác nó được tha hay không. Rồi nếu nó bị lại thì bảo đấy, bảo hết bệnh thì bây giờ cũng bệnh lại đấy. Chứ nghĩa nó sống mãi à? Chứ nó không bị bệnh bao giờ à? Nó quy luật tự nhiên của con người. Chúa chỉ chữa những căn bệnh thân xác ấy để cho người ta thấy rằng là quyền năng của Chúa, để người ta sám hối tội lỗi, người ta tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng tha tội cho con người ta và chữa lành bệnh thân xác cho con người ta. Cho nên đừng có chỉ dừng lại ở chuyện mà đi lòng thương cho Chúa được chữa bệnh thân xác, được ơn này ơn kia. Chuyện đó đối với Chúa chả có gì khó. Chúa hỏi, hai đằng nào dễ hơn? Vậy để công biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội, thì bây giờ Đức Giê-xu mới bảo người bại liệt, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà, chả nói câu nào hết. Chúa nói sao là nó y như thế. Dân chúng sợ ai và tôn vinh Thiên Chúa ban cho loài người được quyền năng như thế. Dân chúng thì tôn vinh Thiên Chúa khi thấy điều lạ lùng. Còn những người có chức, có quyền, có học, kinh sư, luật sĩ, biệt phái, thân, tiến sĩ vân vân, thì thấy cái việc lạ lùng Chúa làm thì nghi ngờ, xét đoán và kết án. Ông này là cái gì mà làm được chuyện đó? Bây giờ cũng vậy, đến với lòng thương cho Chúa, những người dân thì được ơn chữa lành, bình an ra về. Còn những người cứng tin, những người ghen tị, những người khó chịu, những người thích bắt bẻ thì làm gì mà có chuyện đó xảy ra? Nhưng xảy ra như thế nào? Phải điều tra, phải thế này thế khác. Dân chúng thì hồ hởi mà tôn vinh Thiên Chúa. Còn mình, tiếng là mình phục vụ Thiên Chúa, được Thiên Chúa tuyển chọn, thì lại là người nghi ngờ quyền năng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con. Vì nhiều lần chúng con đã không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Nhiều lần chúng con đã thất vọng, chán nản, ngã lòng khi thấy những điều nghịch lý, khi thấy những điều trái ý, khi thấy những gì không như chúng con suy nghĩ và mong chờ vẫn cứ xảy ra. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con, để chúng con tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa, dẫu cho hoàn cảnh gì xảy ra, dẫu cho nghịch lý, dẫu cho khó khăn, dẫu cho thử thách, và ngay cả dẫu cho chúng con phải hy sinh tất cả những gì quý báu nhất, như Abraham đã hy sinh đứa con yêu quý nhất của mình, thì chúng con vẫn tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót, sẽ thực hiện những điều Chúa hứa không sai trạch. Mời anh chị em chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần
ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ta ơn Chúa. Lòng một lòng tin thác vào Thiên Chúa từ bi. Lấy con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Lấy con về bên Chúa.